đây mẹ làm giống tay nha. Đây nè, rồi nè, cái lên kia có chuẩn bị nha. Từ từ, một hai ba, nhanh. Ôi trời, cái tay nó gì, ôi trời ơi, cả nhà con cái tay nhỏ xíu xíu mà lụm trụi nhanh như rơi luôn á. Nè, lên kia lẹ nè, một hai ba. Con chơi con thua rồi con phải chịu chứ. Mẹ không chơi được đâu. Con chơi ai biểu mẹ kêu con nhanh, con không chịu nhanh chi. Con không chơi trò chơi này nữa đâu. Không chơi trò chơi này nữa hả? Tụi chơi này chơi nào. Con mẹ kêu con giật nhanh lên ai biểu nghỉ chơi luôn nha. Con chơi con giận. Con chơi gì con giận, kỳ cục quá à. Hả? Ừ. Chơi quạo. Ừ. Chơi mình thua mình phải chịu chứ, thua mà quạo. Ôi thôi mẹ lên chi chơi nè, lên chi nè. Đây cho chị miếng này, chị chơi họ không cho hai lần chơi nữa. Đây rồi mẹ đếm 1 2 3 nha. 1 nè, 1 2 3 nhanh lên lên chi ơi. 1 2 3 nhanh. Hai lần thắng rồi, đi lại mẹ cưng miếng ơi. Ừ, lại mẹ cưng miếng ơi, con thắng rồi đó hả? Ừ, chụp mẹ nha, nè mẹ đếm 1 2 3 chụp mẹ nha. Con ăn đồ ăn cắp khỏe bạn. Đúng rồi nè, mẹ đếm 1 2 3 chụp lẹ nha. Coi chừng nè, con gình lên chi nha. Nè, 1 2 3 nhanh nhanh. Chỉ giật thắng á thì không, chỉ giật thắng thì không sao, mà chỉ giật thua á chỉ giận chơi kỳ trời. Thôi chàng, con hỏi ông bà có muốn chơi trò chơi. Ê, cái này dơ không lên đến đầu nè. Mẹ nói nè, hỏi ông bà đi, ông bà có muốn chơi không? Để lượt con. Rồi để lượt con đây nè, rồi bắt đi. 1 2 3 dính. Bự quá mấy chứ. Mình chơi công bằng chứ. Dạ. Rồi. 1 2 3. Mẹ lên ngon chi đây đi ạ. Rồi. Mẹ. Rồi mẹ làm lẹ đúng không? Mẹ làm lẹ rồi đi. Đúng rồi. Rồi con 1 2 3 nha. Rồi miếng nhỏ nha. Rồi mẹ lấy nữa đây. Rồi mẹ lấy lẹ nha. Ừ. Rồi mẹ lấy lẹ nha. Hiểu không? Ê, té ngồi xuống con té đó, được con khỉ xuống té. Phải là con khỉ hay là chị hay là ok, chị hai lần té bây giờ, chị hai lần đứng xuống giùm em cái, chị hai lần. Chị hai lần đứng yên đi. Đây là chơi trò chơi cả nhà. Rồi bây giờ con 1 2 3 hả mẹ nè. Nè mẹ 1 2 3 nha. Hai lần nè, Linh Chi 1 2 3 Linh Chi ơi, dập nè, dập lẹ nè. Trời thương rồi. Mình nghỉ chơi nha. Nè Linh Chi lẹ nha. 1 2 3 Nhanh. Rồi xong luôn. Mà bà không quan tâm luôn kìa. Thôi không chơi nữa. Làm cái con đi. Mẹ 1 2 3 ơi. Dạ trời. Chân ca đang cửa ăn cơm. Con đang ăn nữa. Nè Lan cổ này ngồi. Ngồi không? Đây mày cổng con. Rồi vừa chơi siêu la ăn siêu la vừa ơi. Rồi mẹ làm nha. Còn thấy cái kia đâu rồi? Thấy kia đâu rồi? Thôi bác cả nhà ơi, chúc cả nhà luôn vui vẻ nha, cả nhà yêu nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Con cục vào cả nhà chơi á, còn chơi vậy đó. Chơi thắng thì thôi, còn thua thì quạo, giận vậy đó. Chơi vậy đó. Chơi kỳ cục vậy. Xin lỗi. Con vừa ăn cái gì nè. Phải chơi kẹo không? Chơi kẹo đi. Chơi kẹo nha. Rồi.
Trời, đứng cũng nhìn kỹ nữa. Nè, kéo nha. 1 2 1 2 gì trời? Mất cổ hả? Không. Mất cổ rồi phải không? Mẹ kêu nhai cẩn thận mà vậy đó. Được chưa? Được, sẵn sàng chưa? 1 2 3 nhanh Thi ơi, nhanh. Mẹ chết làm sao đây? Con giật được á hả? Dạ. Đây, đây, đưa đây, đưa đây. Rồi qua ngồi với mẹ nè. Qua ngồi với mẹ nè. Nhanh lên. Cửa con, cửa em mà. Rồi. Cửa em. Sugula hả? Nè, mẹ ăn nha. Cứ con, phải cho con, phải cho một chút xíu đã. Thì con làm gì nữa? Hả? Đợi con chút xíu để ăn chi vậy? À, Helen, Helen ăn rác để đâu? Đâu rồi? Để đây chút xíu bỏ sọc rác. Đó, bỏ sọt rác nha, bỏ vô sọt rác nha. Con bỏ đây. Đúng rồi, dở lên con, lấy chân đạp lên. Trời ơi, quạo cả nhà đó. Rồi, bỏ sọt rác nha ông con. Đây nè, bỏ sọt rác nữa nè. Đây là nè, bỏ sọt rác nữa nè. Chân rửa lại uống không mẹ? Sao con? Nè. Nè, đi bỏ sọt rác đi. Ê. Chú con mà. Của con đây nè. Mẹ không có con của con nha. Ok. Bỏ sọt rác cho con nhận. Bỏ sọt rác không? Con rác chưa? Ai thắng? Ai thắng? Ai thua? Thôi mẹ nói nghe nè. Thôi ba cả nhà. Ba ba sẽ là em. Chúc cả nhà nha. Thế sẽ là với mẹ. Có nhiều sức khỏe. Có nhiều sức khỏe đó. Chết. Hát bài cho cả nhà nghe. A B C D E. Anh có con rồi. Anh con rồi đại hôn không? Có hôn không con? Mâm mâm cho rùa đi. Hát bài đi con, nói rùa hát bài cho cả nhà đi rồi bye bye cả nhà. Rùa hát đi. Rùa hát. Hát bài cho cả nhà nghe. Hát bài. Hát bài cho cả nhà nghe cái đã. Rồi đếm từ 1 đến 10 cho cả nhà nghe. Cái gì nữa? Ừ? Mồ hôi đổ thôi đó.